Chào tất cả quý bà con quay trở lại với cái kênh của YouTube của Alo TV. Thì cũng báo cáo tất cả quý bà con ở trên kênh thì cùng thời gian cũng khá dài rồi, thì anh em cũng không làm gửi đến tất cả quý vị bà con được clip nào, bởi vì do là cuối năm cuối tháng nó công việc nó cũng nhiều. Cái thứ hai nữa, thời gian bây giờ nó mưa gió nó nhiều quá. Nó mưa, quý vị cũng biết đấy, mưa khu vực Tây Nguyên rồi, bây giờ là bão rồi, mưa nó triền miên. Thâm ra là nó ảnh hưởng đến rất là cái thời gian nó mưa nó ngày nào qua ngày kia, thâm ra là để nổi mà giờ là anh em chúng tôi đến nay bây giờ cũng phải cố gắng làm sao đấy cũng giữ được, sau mấy trận bão thì cũng giữ được cái vườn cây như này thì rất là vui mừng và rất là tuyệt vời. Đây, rất là vui mừng, đó là cái vườn cây hiện tại bây giờ là quả mọi thứ là nó không bị cái hiện tượng nào, ví dụ đụng mắt cua hay là bị thối trái, hay như một số vùng như chúng ta hay thường gọi là bị bệnh lăng dâu đấy, rồi là không bị xâm kim gì hả. Đây, rất là tuyệt vời. Đây thì cũng để giữ được cái vườn cây này thì anh em cố gắng rất là nhiều. Thì tí nữa Alo TV sẽ tư vấn cho tất cả quý vị con một số cái biện pháp để chúng ta làm sao đấy khắc phục, để cho cái trong cái giai đoạn chuyển mùa này là cái thì ở trên cái vườn này á, thì hiện tại bây giờ thì khá là cũng đây là cái giai đoạn bắt đầu hết bão lũ xong, thì bây giờ giai đoạn đang chuyển mùa của khu vực Tây Nguyên, chuyển mùa từ bắt đầu là mùa hạ là sang mùa đông. Đây, thì chuẩn bị chuyển sang đông thì nó có rất nhiều cái hiện tượng thời tiết xảy ra, ví dụ như là thời tiết nó nóng ẩm này, liên tục này, rồi là thời tiết là ví dụ như là nó sẽ lạnh đột ngột này, rồi gió. Đấy, hiện tượng như bây giờ chúng tôi ở đang trong vườn đây thì gió rất nhiều và thời tiết nó thay đổi, nó rất là lạnh thì nó ảnh hưởng đến cái ví dụ là cái quá trình là phân hóa mầm hoa, cho đến là ví dụ quả lường đầu trái, cho đến là cái hoa nó không được đều. Thế thì tí nữa TV sẽ tư vấn cho gửi đến quý vị bà con một cái bài thuốc là cũng cái cách để chữa trị khắc phục, chứ không phải chữa trị nhá, khắc phục làm sao đấy để cái hiện tượng là ví dụ như là hoa là nó sẽ không bị hiện tượng bỏ hoa và hạn chế được tối đa một cái mức độ nào đó. Đây, ví dụ như trên cái vườn này thì chúng tôi giai đoạn vừa giờ như nó cũng bị một số cái hoa đây. Đây, vài cái hoa là cũng nói cũng không đáng kể, nhưng để được khắc phục cái hiện tượng này thì cũng đã ở đây anh em cũng đã áp dụng một số cái biện pháp để làm sao đó là cái chúng ta là thất tin thời tiết cho 50%, còn 50% nữa là chúng ta cần phải là đưa cái công nghệ vào thì để xử lý được cái quá trình phân hóa mầm hoa, cho đến là để cho cái hoa nó được đầu trái cho nó đẹp và mẩy. Quanh TV xin chào tất cả ba con trong hội trên dây, đặc biệt nhất là cái giai đoạn giao mùa này. Ngày này là ngày âm lịch, ngày bao nhiêu nhân dân âm lịch hôm nay là mùng năm tháng 10. Mùng năm tháng 10 thì bà con phải nên nhớ rằng lưu ý là cây làm tránh hàng năm là vào để mà không đầu được quả là cứ bà con cứ tính cái đầu rằm tháng 9 bắt đầu là hoa sẽ bổ. Đây, rằm tháng 9 âm lịch thì hoa nó sẽ bổ, hoa không được phân hóa mầm hoa vì cái lúc đó nó giao mùa giữa mùa thu qua mùa đông. Đây thì bà con phải nhớ mùa thu qua mùa đông thì nó sẽ bổ, thậm chí là có người không bổ quả nào. Đấy, nhưng điều của chúng tôi sẽ khắc phục được và chúng tôi là phun một lần rồi thì cái thuốc chúng tôi đã thành công và chúng tôi là tỷ lệ bỏ bóng là không có. Đây có nghĩa là chúng lúc này tôi giới thiệu thì hiện tại bây giờ anh em mới áp dụng thì bây giờ nó đã quá trình bây giờ nó đã đầu lại này. Đây, cái bỏ bóng đã làm bông lại, nhưng không phải hiện tượng như thế này chẳng hạn thì đây trên này là đây cũng có một số đây, một số nhưng mà cũng không đáng kể đúng không. Đây nhìn tân anh quay đây, đặc biệt đây, đây trên bông đây và trên này bộ. Trên này bộ thì chúng tôi phun thuốc cách đây một tuần là có hoa đổ lại. Đây phun là nhưng như là cũng có hiện tượng là cũng có nhiều vườn là bắt đầu có bóng đổ lại nhưng được bóng rất ít. Đây cho con mít của tôi hầu như là kể cả đây cái cành này là có bóng, hết cái cành nằm có bóng. Đây thì trong cái quá trình mà để ba con để thứ nhất là phun cái phân hóa mầm hoa rồi chặn hoa để ức chế được cái mầm hoa không bị vàng bông thì tôi đã sử dụng nhiều cái thuốc đây mà đã thành công. Thì tôi hôm nay tôi tiền để chia sẻ bà con ở trên kênh để học tập đây, để tránh cái tình trạng là phun thuốc mất tiền oan, đúng anh Tân? Đúng là chính xác. Và đặc biệt là khỏi mất tiền oan là một cái, thứ hai nữa để bà con chúng ta đỡ mất một cái lứa, để bởi vì một khi đây. Một quá trình mất một cái lứa chúng ta cần phải xả đi rồi để làm lại từ đầu, nó cũng quá trình rất là dài và mất thời gian. Đây, quay đây là biệt rồi, cái của tôi thì đây là dư tính của chúng tôi là đây là trong một tôi là cái vườn của tôi là 5 sao. Trong một tôi là được 15 tấn rồi. Mà dư tính trên này anh Tân theo nói cho quý vị khán giả được biết cỡ bao nhiêu tấn nữa. Thì gia này hiện tại cái trà này thì bây giờ trà một thì thu xong rồi, nhưng trà hai trà này thì bây giờ hiện tại trên này khoảng tầm độ khoảng
phải trên 20 tấn. À, cái chúng nó tận chắc luôn. Thôi thì là tôi lại chỉ là 15 tấn, là được 30 tấn. Ừ. Đấy, 30 tấn thì cái canh tiếp theo thì tôi dự tính là tầm cái những cái canh này tôi dự tính tôi phải lấy chứ phải 15 tấn nữa. Ừ. Mà năm sau chanh tôi được 45 tấn. 45 tấn thì tôi mới nó phết. Đấy, nhưng còn người nào mà riêng người nào không biết thì cứ lên Đắk Hà gặp tôi và tôi sẽ dẫn vào tới bước. Đấy thì nói như một cỡ năm sau chanh mà 45 tấn là từ đây đến Tết là lúc nào ok. Ừ. Đấy là tôi trong là được trong lúc tháng 3 đúng nhỉ? Tháng 4 ngày 15 tháng 4 rồi tâm được 8 tháng. Ừ. Là tôi đã thu được 45 tấn quả, thì đó là bà con, đó là tôi mới nói là những điều để nói ra, không phải là khoe mà nói ra để cho bà con được biết và làm. Và đây anh Tân anh coi kỹ, đây là cái giống, là cái giống này là giống thông vàng. Ừ. Đây cái tỷ lệ đầu quả mà cái lấy canh là đây này, đây này. Những canh như vừa coi như vừa rồi có nhiều người là tại sao là đây canh mình đi với canh khỏe cấy, nhiều người là bảo là cái canh nó bỏ phân nhiều là bị mất bông. À, như đều là tôi là không. À, rồi thì đó là nói một số lượng qua đầu video. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho bà con, đây là được biết, đây là cái bộ sản phẩm tôi không phải bán nha. Đây là tôi làm để cho bà con được biết. Đây là cái bộ phận. Đây là, giới thiệu cho quý vị và mong biết để ai mà xem rồi để có thể chụp hình lại để bữa sau mà tìm để nghiên cứu để áp dụng vào cái vườn của mình. Đây, đúng không? Quay kỹ cho bà con được biết đây. Đây, đây là đeo là đây là dòng linh chi chằn đột đúng không? Là đây là chằn đột phân hóa hoa đầu để cái để tôi đọc cái tỷ lệ bò đây là bao nhiêu phần trăm để cho quý vị khán giả người ta được biết luôn. Mình quay đi. Hàm lượng bò đấy là 16.000 ppm, rất chi là cao. Đây 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 là như mà nếu mà cái vườn nào, cái vườn nào bà con tìm cái sản phẩm này chụp hình gửi lại nhớ coi cái video của tôi thì chụp lại để mà mua. Nhưng mà chính xác. Đây cái lượng này rất chi cao, lượng bò rất cao. 16.000 ppm. Đây. Ngoài nó còn bổ sung thêm là cả bò ron hàm lượng. Đây nói chung là riêng mà cái này thì nói chung là cái này là hàng ngoại nhập của Italia. Anh Tân anh quay kỹ đây, anh Tân. Chính xác rồi. Đây cái này cái nhập của Ý nha. Đây. Xong nếu mà bà con nào mà vườn mà bị nhẹ thì chúng ta dùng thằng quạp này. Cái này phân hóa mầm hoa cũng rất hay. Như của tôi đợt trước thì tôi dùng thằng quạp này là của tôi nó bị nhẹ. Thì tôi dùng thằng quạp này cũng đã thành công. Thì hai cái bộ sản phẩm này. Thì bà con cái này là của thằng hợp trí. Hợp trí đúng không? Cần cái này gửi ngoài nhập của Italia thì nói chung tất cả cái mật thuốc này đều bán toàn quốc. Ừ. Đây, không phải chỉ là đây là quáp nhá, quáp đây này, có in nổi đang hoa này. Đây. Có dòng in nổi này. Đây của công ty hợp trí này. Đây, 10 50 10 55 10 này. Cái này là tạo mầm này ra hoa tốt, giải độc hữu cơ và ra rễ nở bụi. Có nghĩa là nó vừa giải độc này, rồi tạo phân hóa mầm hoa này, rồi nó vừa nở rồi, nói chung là nó rất chi là tác dụng rất là tốt. Trong vườn nào mà bị bọt trĩ thì nhìn đỏ thì bà con thì cả đó thì nhiều người dùng trên các cái mặt hàng đến là mình phải bổ sung thêm đúng không? Bổ sung thêm. Đây thì đây Calira thì đây đặc biệt Tân anh quay kỹ cho người vừa đây. Thì khi chúng ta phun 555 VKB. Đây là cái dòng sinh học đúng không? Đây, đây các cái hoạt chất của nó đây. Đây là chúng tôi đã áp dụng tại hiện tại cái vườn chúng tôi đây là anh em đã áp dụng vào thực tế cách đây một tuần trước. Để bà con nhớ khi mà bà con được mua thuốc thì bà con lưu ý là hai gói này là được một phi. Và còn nếu mà mua thuốc sâu thì mà mua thêm một gói, hai gói này cùng một phi. Hai gói một phi. Đó là đặc biệt là riêng cái này vừa đi vừa chăn. Khi mà bà để hướng dẫn bà con biết khi phun cái này vào, cái ngọn nó mập ra và cái hoa nó dày mặt lại thì là thành công. Đây cái bà con phải lưu ý là cái này nhá. Cái này trên thị trường thì đây nhá. Cho tránh cái tình trạng là đừng có dùng thằng MKB nó nhiều quá, MKB nhiều quá cũng ngần thua nhiều người vừa cũng có, nhất là cái giai đoạn này bị bổ bóng rất chi là nhiều nhá. Đây thì đặc biệt là bà con là lưu ý hai sản phẩm này. Đây, còn sản phẩm này thì một hộp này là một phi bị nhẹ thì chúng ta dùng cái này. Đây cái này dùng cho hằng nặng nhá. Chán bị bổ bóng số hàng loạt thì chúng ta phải dùng cái này. Đây ở riêng cái quy trình để bà con về lưu ý là tôi đã bảo rồi, răm tháng 9 đổ đi là hay, thường thường năm nào với bà con, còn tôi con bà con năm nào là cũng bị bỏ một loạt bông này vì thời tiết giữa mùa thu qua mùa đông thì nó bị, thì khi đổ là nếu mà còn sáng năm thì bà con phải lưu ý là thứ nhất là vì cái giai đoạn đó thì bà con phải bỏ hỗ trợ lẫn và phun thuốc cái này thì nó tình trạng là vẫn còn có quả và để đi. Đây còn giờ đây về đến cuối năm thì còn một loạt mưa, còn sẽ một loạt nữa, một loạt nhất là giáp cái mùa đấy. Đây là cửa tâm ngày 15 tháng 12 âm lịch. Dương lịch 15 tháng 12 dương lịch. Một loạt nữa. Thì bà con nếu mà lâm bông phải thúc cho hắn những canh như này. Anh Tân anh quay kỹ những canh như này thì này.
ngắn như này, và bắt đầu như này thì bà con nên hỗ trợ phân và bò thúc ra để cho lấy sớm trước Noel, chứ không khi về mùa lành thì rất khổ để đầu bông đầu quả nha bà con nha. Đó, thì bà con phải lưu ý, tôi nói thì không được rõ nhưng bà con phải lắng nghe. Đây là kính chúc quý vị khán giả, chúc bà con sức khỏe để hạnh phúc trong cuộc sống nhé. Rồi chào tất cả quý bà con nhé. Nói chung là cái kênh trên là lúc nãy giờ anh cũng là hỗ trợ về cái kỹ thuật cho tất cả chúng ta rồi. Tôi cũng đã quay vườn, cũng đi cận cảnh cho quý vị biết được là đây cái vườn này chúng tôi đã hỗ trợ thuốc cách đây một tuần. Thì đây hiện tại bây giờ là các cái hiện tượng bỏ bóng nó đã không còn nữa, nó đầy đủ hết này. Đấy, rất chi là tuyệt vời. Đấy, tôi quay nói có sách mách có chứng. Đấy, những cái này hầu như là nó không bỏ bóng nữa, đúng không anh, đúng không? Đúng rồi. Đây thì thôi để tôi cái canh nào hoa hết. Đây hoa hết này, đầy đủ hết này. Đấy. Thì nói chung là canh xuống nó hoa hết. Hoa hết. Đấy. Đấy, còn cái cây này hiện tượng bị này là do kiểu thời gian bây giờ là mưa gió quá thường mình nó bị chích hút. Đấy, nhưng cái chích hút này thì ta xử lý được thôi. Xử lý thôi, cái này rất là dễ. Rất là dễ, còn sợ hiện tượng bỏ hoa thì chúng tôi mới cần phải là để tư vấn cho quý vị để khắc phục làm sao đấy để cho nó giảm thiểu một phần nào đó. Cái này bị phân tảng đây nhưng nó vẫn hoa nhá. Đúng rồi. Rồi, đến đây cùng chúc mọi người trên kênh sức khỏe dồi dào. Rồi chúc tất cả quý bà con một ngày an lành và hạnh phúc.